nay khi mà anh Đôn tới nhé, để anh giới thiệu là anh ấy người xứ Huế. Rồi anh đi hỏi ở đây có ai Huế không? Thế đi Huế nhiều quá. Có mẹ của Môn Hoa cũng Huế, thầy Huế, cô Hậu cũng Huế, Minh Trung cũng Huế, còn thêm một người Huế nữa. Đó là anh Tiến và Nhạc Ngọc, ai ra xứ Huế. Hôm nay đặc biệt cảm ơn gia chủ đã cho thưởng thức những món quà đặc biệt về Huế. Vì thế hôm nay kính chào cô và thầy. Em xin gửi tặng đến quý vị một nhạc phẩm ai ra xứ Huế. Phải nói giọng Huế, phải nói giọng Huế. Dạ thưa, hôm nay á là đặc biệt được ăn món ăn Huế do gia chủ và tổ chức ngày hôm nay. Cảm ơn Muôn Hoa, đặc biệt cảm ơn tất cả. Con xin kính tặng một bài hát về Huế. Ai ra xứ Huế. Hay quá, hay quá nè. Hay quá nè. Oni mà nói hay quá. Oni nói tiếng Huế hay quá. Ai ra xứ Huế.
là tình Huế hay quá. Cho mi, cho mi, mi ở bố mi nói tình Huế hay rồi. Sáu vài người hay gì? Em đi không kịp thì kể bù nồi á. Những ngày tan trường thì có những chàng trai đéo đéo theo sau tà áo dài sẵn thì nghe những lời như thế này đó. Cái em đi răng mà cử theo tôi hoài nữa. Cái em đi thì là chứa tề sớm trưa chiều hai buổi đi về đưa về đó mừng chi không biết. Thôi được rồi, đưa đài lá thứ đây. Đúng, đúng. Rồi trưa mai, ăn được mỏng. Đứng gần dưới hàng cây, tôi sẽ trả lời thứ cho anh. Hay. Liên tục chương trình, một nhạc phẩm của Trần Tử Thiên, bài hát tưởng niệm vẫn với giọng ca ngọt ngào của anh Tuyết. Liên tục chương trình là một nhạc phẩm của Trần Tử Thiên, bài hát tưởng niệm vẫn với tiết ca ngọt ngào của Ánh Tuyết. Mất nhau vài giờ bàn tay nào
con người.